Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự hòa nhập hay bao gồm. Hòa nhập có nghĩa là tất cả mọi người, bất kể khả năng, khuyết tật hoặc nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ, có quyền được tôn trọng và đánh giá cao như những thành viên có giá trị trong cộng đồng của họ. Ví dụ về sự hòa nhập là gì? Bao gồm được định nghĩa là trạng thái được bao gồm hoặc được tạo thành một phần của thứ gì đó. Khi một cuốn sách bao gồm nhiều ý tưởng và chủ đề khác nhau, nó là một ví dụ về sự bao hàm của nhiều ý tưởng. Khi nhiều người được mời tham gia vào một nhóm, đây là một ví dụ về việc bao gồm nhiều người khác nhau. Sự hòa nhập là gì và tại sao nó lại quan trọng? Giáo dục hòa nhập khi được thực hành tốt là rất quan trọng, vì tất cả trẻ em đều có thể trở thành một phần của cộng đồng và phát triển cảm giác thân thuộc và chuẩn bị tốt như cho cuộc sống trong cuộc cộng đồng khi còn nhỏ và người lớn. Nó cung cấp cho tất cả các trẻ em cơ hội phát triển tình bạn với nhau. Bao gồm có nghĩa là gì đối với ta? Đối với ta, hòa nhập nghĩa là chấp nhận sự khác biệt và xây dựng mối quan hệ bất chấp, đa dạng và hòa nhập, hiểu rằng mọi người là duy nhất theo những cách khác với lý tưởng của chúng ta và phát triển mạnh để hiểu và thích ứng với sự độc đáo và khác biệt đó. Tại sao sự hòa nhập lại quan trọng như vậy? Sự hòa nhập tạo ra sự gắn bó của nhân viên và cảm giác thân thuộc. Cùng với sự tham gia của nhân viên, các tổ chức cần bảo đảm rằng họ đa dạng và có mối môi trường hòa nhập. Nhân viên nên có cảm giác thân thuộc, sự tham gia, sự đa dạng, sự hòa nhập và sự thuộc về tất cả đều trùng hợp với nhau. Tại sao sự bao gồm đầy đủ lại quan trọng, làm cho sự khác biệt bớt khác biệt với các lớp học? Hòa nhập chứa đầy những người học đa dạng, mỗi người đều có thế mạnh và thách thức. Sự hòa nhập mang lại cho trẻ em một cách để nói về cách mọi người học theo cách riêng của họ. Họ có thể thấy rằng họ có nhiều điểm chung với những đứa trẻ khác hơn với họ nghĩ. Bạn cảm thấy như thế nào về sự hòa nhập? Trong một nơi làm việc hòa nhập, mọi người đều cảm thấy được tôn trọng và có giá trị vì họ là người như thế nào. Mọi người tin tưởng rằng họ có thể lên tiếng và được đối xử công bằng, và họ chia sẻ cảm giác thân thuộc. Trong một nơi làm việc hòa nhập, mọi người có thể làm việc tốt nhất của họ, và các tổ chức có thể đạt được lợi ích đầy đủ của lực lượng lao động đa dạng. Lợi ích của việc hòa nhập cộng đồng là gì? Hoạt động cá nhân trong các kiểu cài đặt khác nhau, tham gia, tương tác với những người khác, được biết đến, cảm thấy hứng thú khi là thành viên của một nhóm cộng đồng, cơ hội kết bạn mới và phát triển các mối quan hệ với và đa dạng. Sự khác biệt giữa đa dạng và hòa nhập là gì? Đa dạng là gì? Bao gồm là làm thế nào? Sự đa dạng tập trung vào cấu trúc lực lượng lao động của bạn, nhân khẩu học như giới tính, chủng tộc, dân tộc, tuổi tác, xu hướng tình dục, tình trạng cựu chiến binh, chỉ để nêu tên một số ít. Và sự hòa nhập là thước đo văn hóa giúp sự đa dạng phát triển. Làm thế nào để bạn tạo ra một môi trường hòa nhập? Để đạt được điều đó, đây là 6 chiến lược thiết thực để tạo ra một môi trường hòa nhập. Thứ nhất, giáo dục các lãnh đạo của bạn. Thứ hai, thành lập hội đồng hòa nhập. Thứ ba, tôn vinh sự khác biệt của nhân viên. Thứ bốn, lắng nghe nhân viên. Thứ năm, tổ chức các cuộc họp hiệu quả. Thứ sáu, truyền đạt các mục tiêu đo lường tiến bộ. Môi trường của hòa nhập là gì? Trong môi trường hòa nhập, mọi người thuộc mọi định hướng văn hóa có thể, tự do bày tỏ họ là ai, ý kiến và quan điểm riêng của họ,
tham gia đầy đủ các hoạt động giảng dạy, học tập, công tác xã hội, cảm thấy an toàn trước sự lạm dụng, quấy rối hoặc chỉ trích không công bằng. Hành vi hòa nhập là gì? Hòa nhập là cảm giác thân thuộc, cảm thấy được tôn trọng, có giá trị được nhìn thấy vì con người của chúng ta. Là cá nhân, một mức năng lượng hỗ trợ và cam kết từ các lãnh đạo, đồng nghiệp và những người khác để chúng ta cá nhân của chúng ta và tập thể có thể làm công việc tốt nhất của mình. Sự tư duy hòa nhập là gì? Tư duy hòa nhập là một cách tư duy hợp tác hoạt động với tiền đề rằng tất cả các bên liên quan đều là một phần của cộng đồng trường học. Tìm hiểu thêm, thiết lập một khuôn khổ của hòa nhập hỗ trợ dành cho sinh viên mới khuyết tật. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.